Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Hưng Yên đã kiểm tra xử lý gần 9.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tổng số tiền 30 tỷ đồng. Trong 8 tháng, lực lượng chức năng tập trung xử lý vi phạm theo nhóm chuyên đề, người điều khiển vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ. Cụ thể, trong 8 tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra xử lý 8.991 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đã lập biên bản xử phạt 30 tỷ đồng, trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 2.800 trường hợp, xử phạt trên 13 tỷ đồng, vi phạm về trọng tải là 940 trường hợp, xử phạt trên 5 tỷ đồng, vi phạm về tốc độ là 747 trường hợp, phạt tiền trên 1 tỷ đồng. Qua đó, thấy rõ được người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ đáng báo động. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm tỷ lệ tai nạn giao thông, từ nay đến cuối năm, lực lượng Cảnh sát giao thông cần tăng cường tổng kiểm soát phát hiện những trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và trật tự an toàn giao thông. Chuẩn bị bước vào năm học mới 2023-2024, tháng 9 này cũng là tháng an toàn giao thông. Chính vì vậy mà một trong những nỗi lo của các bậc phụ huynh, các ngành chức năng chính là đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông. Trong năm học, trước khi tan học, nếu quan sát tại các điểm trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn, không khó bắt gặp hình ảnh học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Trong khi các em học sinh trung học cơ sở chủ yếu là điều khiển xe đạp đi ngược chiều, tụ thành nhóm đùa giỡn dưới lòng đường, không đội mũ bảo hiểm khi phụ huynh đưa đón, thì học sinh trung học phổ thông lại vi phạm các quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Bên cạnh đó, một số học sinh cá biệt có xu hướng thích thể hiện bản thân bằng những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, chạy quá tốc độ quy định, thậm chí tụ tập dàn hàng trên đường. Sáng nay cháu đi học, cháu chạy công an, cháu quên không đội mũ bảo hiểm. Giải pháp tốt nhất để ngăn ngừa tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông là kết hợp giữa giáo dục quản lý, xử lý giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết là các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, nhắc nhở con em mình chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đừng buông lỏng quản lý hoặc phó mặc cho nhà trường, cho cơ quan chức năng, bởi trước hết, sự quan tâm giáo dục của phụ huynh sẽ đảm bảo được sức khỏe và tính mạng của chính con em mình và cả những người cùng tham gia giao thông. Nhiều học sinh nó đi bây giờ nó ngổ ngáo lắm, nhiều khi đấy đoạn đường này học sinh nó còn đi xe máy, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm. Tôi có con, tôi khuyên dân đi ra đường đều phải có mũ bảo hiểm thì để giữ an toàn. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số học sinh thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Trước các cổng trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hưng Yên, thường xuyên bắt gặp học sinh điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông. Để thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9 theo chỉ đạo, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường, nhất là trong những ngày đầu khai giảng, không được để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong ngày đầu đến trường, nắm bắt tình hình tại các cổng trường, phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực các trường để xử lý nghiêm học sinh sử dụng xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện vi phạm luật giao thông đường bộ. Để các em bước vào năm học mới được đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, các địa phương và các ngành chức năng cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương cùng với nhà trường thường xuyên việc tuần tra kiểm soát, tuyên truyền kiến thức luật giao thông đường bộ cho các em học sinh khi tham gia giao thông. Thưa quý vị, trong tham gia giao thông không thiếu những tình huống mà chủ phương tiện đi đúng, chấp hành đúng luật nhưng vì an toàn mà phải nhường nhịn cho các phương tiện đi sai luật. Đây là trường hợp điển hình rất nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn giao thông trên đường lúc trời đang mưa, bất ngờ bị xe ô tô vượt lên với tốc độ cao, bắn nước mù mịt vào người, lên kính xe đối diện. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra phẫn nộ và cho biết cũng thường xuyên gặp phải những tình huống tương tự. Đồng thời bày tỏ quan điểm cho rằng các tài xế ô tô khi lái xe tham gia giao thông trong điều kiện trời mưa nên biết nghĩ cho người khác, nhất là những phương tiện nhỏ như xe máy, xe đạp. nhưng vì an toàn mà phải nhường nhịn cho các phương tiện đi sai luật. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.